Thì buổi trước thì mình đã đi vào những cái phần như là nguyên tắc cơ bản kiểm thử, phương pháp kiểm thử. Bây giờ mình đi tới những cái phân loại kiểm thử. Thì phân loại kiểm thử nó sẽ dựa trên cái yếu tố. Thứ nhất là mình sẽ phân loại theo cái mục đích kiểm thử là gì. Phân loại theo chiến lược và phân loại theo cái dạng là phương pháp kiểm thử. Thì nếu mà dựa vào mục đích kiểm thử thì chúng ta có thể là phân loại như sau. Thứ nhất là kiểm thử đơn vị, kiểm thử mô đun, kiểm thử đơn vị, kiểm thử mô đun, hay là kiểm thử về cấu hình, kiểm thử về sơ lược. Tức là thí dụ như là mình nói là dựa vào mục đích, tức là thí dụ như kiểm thử đơn vị tức là được thực thi ở những cái lập trình viên, thí dụ là những cái đơn vị ở đây tức là cái thành phần nhỏ nhất trong cái phần code của mình, ví dụ nó có thể là một hàm, nó có thể là một đối tượng gì đó, một hàm thực thi gì đó, không những cái đơn vị tức là một cái định nghĩa về người nhỏ nhất trong đó mình kiểm thử cái code nó chạy như thế nào, mục tiêu cũng vậy, là kiểm thử về sơ lược, kiểm thử về cấu hình, kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, vân vân. Tức là tùy vào cái những cái mục đích như thế, nó có cái mục tiêu, ví dụ kiểm thử hệ thống hay là kiểm thử về thử tải tải trọng của server, ví dụ mình giả lập bao nhiêu server truy cập vào, giả lập về user để mình có thể là truy cập vào server để xem thêm sức chịu tải nó như thế nào, kiểm thử về hiệu suất, kiểm thử chấp nhận, kiểm thử bảo mật, vân vân. Đó thì cái này dựa vào mục đích của cái việc kiểm thử thì mình cũng có thể là phân loại như thế, phân loại như thế. Nếu mà dựa vào chiến lược thì mình có thể là phân ra hai loại, là cái loại kiểm thử về thủ công, tức là thủ công ở đây tức là được thực hiện bằng tay á, thực hiện bằng tay, tức là chúng ta có thể giống như mình lập trình xong mình có thể chạy code bằng tay đúng không, để mình kiểm tra kết quả, chạy test case bằng tay, là mỗi một trường hợp thử mình nhập vào và sau đó mình chạy xem cái kết quả nó như thế nào. Ngoài ra thì mình có một cái gọi là kiểm thử tự động, kiểm thử tự động. Thì cái thực hiện cái tự động tức là như theo cái tên của nó đúng không? Tức là mình thực hiện tự động các bước trong kịch bản, và kiểm thử bằng cách là dùng một cái công cụ hỗ trợ, công cụ hỗ trợ. Dĩ nhiên mình có cái tool đúng không? Mình có cái tool nào đó. Thì trong phần thực hành thì mình cũng sẽ thử bằng hai cách này. Một là mình có thể là kiểm thử thủ công, mình viết unit test. Hai là mình sẽ kiểm thử tự động. Kiểm thử tự động nó đối với mình sử dụng web ha. Web app thì mình hôm trước mình nói rồi, công cụ của mình là dùng cái Selenium chứ này. Selenium, đây là cái tool mà sử dụng rất là nhiều trong cái việc cái kiểm thử của mình. Thì nó sẽ giúp cho mình kiểm thử một cách tự động. Thì kiểm thử tự động thì mục tiêu của nó là cái nhằm tiết kiệm thời gian thôi. Ví dụ mình nói là mình có một cái chức năng về về mua hàng không, thì trong đó là mình muốn kiểm thử cái chức năng mình có chạy đúng hay không, thì mỗi một lần một cái trường hợp thử là mình phải phải chạy đúng không, chạy qua nhiều bước đúng không, mà mình mới test được chức năng, và mình có thể là chạy trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau nữa. Do đó mình chưa, nếu mình làm bằng tay thì nó mất thời gian, do đó mình phải có một tool nào đó để mình kiểm thử tự động. Thì cái phần này tới phần về thực hành mình sẽ giới thiệu cho các anh chị về cái công cụ này. Rồi. Nếu mà dựa vào phương pháp thì mình có thể phân loại là có kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen. Đó, theo cái phương pháp tiếp cận như thế. Thì đối với phương pháp hộp trắng thì mình nói rồi đúng không? Hôm trước là mình cũng có ví dụ đối với hộp trắng, tức là mình muốn xem bên trong nó chạy như thế nào, xem bên trong như thế nào, tức là ở cái góc độ là thực hiện đúng không, mình xem cái góc nhìn thực hiện, tức là mình cái chức năng đó nó thực hiện như thế nào, code nó chạy đúng hay không, không? Đó, thực hiện bên trong nó chạy như thế nào. Thì cái nếu mà thực hiện cái loại mà theo cái phương pháp này thì cần có kiến thức chi tiết và thiết kế và thực hiện bên trong, và mình dựa vào cái độ phủ của cái câu lệnh, độ phủ cái câu lệnh tức là
làm sao mà mình test nó đi phủ qua hết tất cả mỗi câu lệnh đều có thể thực thi đó. Thì mình hiểu là trong cái code của mình á, thì nó có lệnh gãy nhánh, đúng không? Nó có rất nhiều lệnh gãy nhánh if á. À, có thể rất là nhiều, mình có thể là nó có thể đi nhiều nhánh, mà đôi khi mình nhập cái dữ liệu nó đi chỉ có một nhánh thôi, nó đi chỉ có một nhánh mà còn một đoạn code nào đó có thể bỏ qua, mình không phủ được đó. À, đó thì cái vấn đề đặt ra đây là mình làm sao mình phải gọi là độ phủ. Cái này cái phần về đi sâu vào các phương pháp kiểm thử thật chắn thì mình sẽ nói tới. Tiếp theo là phương pháp kiểm thử hộp đen thì mình nói rồi. Thì kiểm thử hộp đen là mình đứng ở góc nhìn sử dụng. Kiểm thử hộp đen thì bên trong nó là mình tưởng được cái hộp nó đen thui như thế gì, đúng không? Mình chỉ cần mình quan tâm là input nó là gì và output nó có đúng hay không, đúng không? Output nó có đúng hay không, nó là cái black box. Thì cái này nó dựa trên các yêu cầu hay đặc tả sử dụng của thành phần phần mềm. Thì ta không cần biết được bên trong nó là cái gì, mình chỉ cần mình biết là cái đặc tả của cái phần mềm, ví dụ cái đặc tả của chức năng của nó, đặc tả chức năng của nó là ví dụ như mình nhập vào username, nhập vào password như thế, thì nếu mà sai thì nó sẽ thông báo cho mình cái câu gì có đúng hay không. Đó, mình quan tâm cái đó thôi chứ mình không cần quan tâm bên trong nó thực hiện như thế nào. Rồi chúng ta mình nói là cái quy trình và cái quy trình kiểm thử và cái phương pháp kiểm thử. Và các giai đoạn và cái mức độ kiểm thử mình nói là cái test level hay là cái giai đoạn của nó, tức là trong một cái mức độ mà của cái dự án hay là một cái module nào đó thì mức độ nó test là gì. Thì thông thường nó đi vào từ những thứ tự, thứ nhất là mình nói là nó sẽ được unit test và integration test, system test và acceptance test. Đó là thường những cái mức độ kiểm thử, tức là từ ở cái đơn vị nhỏ cho đến cái acceptance test, tức là cái mức độ nó tăng lên. Đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên mà mình nói là unit test. Thì ở cái giai đoạn này á, là đầu tiên là mình thường chạy là unit test. Thì giai đoạn này mình thấy là do lập trình viên sẽ có thể tham gia vào cái giai đoạn này, developer để họ test cái này. Sau đó là mình nâng lên là mình integration test. Thì ở cái bước này á, ở cái mức độ này thì cả developer với lại là tester đi chạy test á. Và sau đó là mình qua là system test, rồi tester họ sẽ làm. Và mức độ cuối cùng là mình nói là acceptance test. Thì lúc mà do end user hay là customer sẽ test. Đó là những cấp độ, những mức độ của kiểm thử. Rồi thì đầu tiên mình sẽ nói về cái unit test và cái mức độ cơ bản. Thì ở cái đây mình sẽ test ở cái mức cơ bản gọi là unit nó đang giống như là đơn vị. Thì ở đây mình sẽ test gì, đơn vị ở đây tức là test từng cái đơn vị, từng cái module nhỏ trong cái hệ thống. Ví dụ có thể là test theo hàm, đúng không? Đơn vị nhỏ nhất cấu thành có thể là một hàm, mình phải là một hàm hay một chức năng, một cái phương thức nào đó nó chạy như thế nào, gọi là test unit. Thì ở test unit này thì nó là một cái dạng là white box test. White box test đó. Thì cái white box tức là nãy mình nói rồi, đúng không? Mình xem là cái, ví dụ mình test xem là cái hàm đó nó chạy như thế nào, cái đoạn code đó nó chạy như thế nào. Mình không, vậy cái hàm nó giống như một cái đơn vị nhỏ nhất nha. Cái white box tức là cái mình cần biết bên trong nó chạy như thế nào. Thì cái mục tiêu của cái việc này là nhằm xác nhận là mỗi thành phần trong phần mềm thực hiện đúng với thiết kế, tức là unit test, tức là từng cái phần nhỏ bên đó, từng phần nhỏ bên trong đó. Nó mình cái hình này nó minh họa nó cho mình cũng dễ hiểu chút xíu, tức là unit test là những cái đơn vị nhỏ trong cái phần mềm của mình. Mình test từng cái đơn vị nhỏ đó để đảm bảo là nó chạy đúng.
Còn white box tức là cái phương pháp này nó đảm bảo cái thành phần code từ bên trong nó chạy cho đúng hết, nó không có vấn đề gì xảy ra. Rồi sau đó ở cái mức cao hơn, mức cao hơn là mình gọi lại cái đó là cái tích hợp, cái iteration test, iteration test. Thì đây là test ở cái mức tích hợp. Thì ban đầu là mình đã test ở cái mức đơn vị đúng không? Thì sau đó cao hơn là mình tích hợp, test tích hợp các hàm này hay các đơn vị lại với nhau. Ví dụ như nhiều cái hàm nó gom lại thì nó thành ra một cái chức năng gì đó đúng không? Thành ra một cái chức năng gì đó. Ví dụ mình nói là chức năng đăng nhập, hay mình gọi một cái hàm có chức năng đăng nhập, thì trong đó nó có hàm về về connect, về về xử lý về dữ liệu không, cái hàm lưu dữ liệu, cái hàm truy vấn về dữ liệu vân vân. Đó, nhiều cái hàm đó nó tích hợp lại thì nó thành một cái chức năng. Thì mình gọi ở mức độ này nó gọi là test tích hợp. Tích hợp các thành phần lại với nhau, tích hợp cái giao diện lại với nhau theo từng module dựa theo chức năng. Thì ở cái mức độ này là do tester họ thực hiện, họ thiết kế cái test case để thực hiện cái này. Thì cái mục tiêu của cái giai đoạn này là gì? Là để tìm ra lỗi trong cái quá trình tích hợp đơn vị hay là module lại với nhau. Tìm ra lỗi trong quá trình tích hợp đơn vị đó không ha. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu mình kết nối các thành phần, tức là ở đây tức là mình test ở cái phần rộng hơn đúng không, giữa cái đơn vị đó nó gọi lại với nhau đúng không, thì nó thành thành một chức năng hay là một cái module gì đó mình test ở cái thành phần lớn hơn đó, xem những cái thành phần đó nó kết hợp với nhau nó chạy có đúng không. Thì mình gọi đó là cái iteration test. Rồi ở cái mức độ tiếp theo nữa thì là mình nói là system test, system test tức là test ở cái mức hệ thống. Tức là ở cái giai đoạn này mình test theo cái dạng là tích hợp toàn bộ cái hệ thống lại, toàn bộ hàm module chức năng thành một cái phần mềm hoàn chỉnh, thành một cái phần mềm hoàn chỉnh đó. Thì cái mục tiêu này là để đánh giá cái hệ thống tuân thủ đúng cái đặc tả yêu cầu hay không. Thì ở cái mức độ này tức là test tổng thể hết, coi như là những cái mô đun nó đã kết nối được lại với nhau rồi, bắt đầu mình test tổng thể hết. Thì cái test này nó dựa trên đâu, dựa trên cái đâu để mình test? Thì nó dựa bên cái requirement ha, đúng không? Nó dựa trên cái requirement nó đầu vào để mình test. Requirement tức là giống như cái đặc tả hệ thống, cái yêu cầu á, đặc tả yêu cầu của cái hệ thống của mình đó. Và sau đó mình chạy cái hệ thống để cái đầu vào đầu ra nó có đúng như là mình thiết kế hay không đó, dựa vào cái requirement đó. Thì cái giai đoạn này nó gọi là system test. Rồi sau đó mình sẽ, sau khi system test mình đã xong rồi, mình pass qua rồi, thì mình ở cái bước tiếp theo mới gọi là acceptance test. Acceptance test nó gọi là kiểm thử chấp nhận. Kiểm thử chấp nhận. Thì ở cái mức này á, cái mức test này á, nó giống như là system test, nhưng mà nó chỉ khác là gì? Được khách hàng thực hiện. Đúng không? Đây được khách hàng thực hiện nha. Đó, nó khác như vậy. Hồi nãy là mình do tester đúng không? Tester thực hiện. Còn bây giờ acceptance tức là kiểm thử về chấp nhận. Chấp nhận tức là do khách hàng người ta thực hiện test. Đó. Thì cái mục đích của ở cái giai đoạn này tức là xem phần mềm có đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng hay chưa, xem có đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hay không, và do khách hàng người ta test. Thì mục tiêu của cái việc này là người ta để đánh giá cái hệ thống có tuân thủ đúng với cái yêu cầu của khách hàng hay không, có thể chấp nhận hay không chấp nhận để bàn giao sản phẩm. Có thể là chấp nhận hay là không chấp nhận ở cái giai đoạn này. Quan trọng là khách hàng. Đó, do đó cái giai đoạn này là khách hàng bắt đầu họ test. Và thông thường ở cái giai đoạn này người ta sẽ phân chia làm hai cái loại, hay là hai giai đoạn gọi là alpha và beta. Kiểm thử chấp nhận này họ sẽ phân ra là alpha và beta. Đó, thì mình sẽ thấy đây. Ví dụ đầu tiên mình sẽ thấy là nó là unit test đúng không? Iteration test, system test, và cái giai đoạn là acceptance test. Thì nó chia ra hai 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 cái nữa,
là một cái là alpha test và beta test, alpha hay là mình gọi là alpha và beta. Rồi thế thì alpha beta này nó khác nhau sao? Thì đối với là cái giai đoạn alpha testing thì là cái việc mà kiểm thử hoạt động thực tế hoặc giả lập do người dùng, khách hàng, tiềm năng hoặc một nhóm test độc lập thực hiện tại nơi sản xuất phần mềm. Đó. Thì ở đây là cũng là do khách hàng ha, ở cái giai đoạn acceptance test này mình nói là do người dùng và khách hàng ha, sẽ test. Nhưng mà đối với giai đoạn alpha thì là một nhóm hay là một cái khách hàng tiềm năng thôi, tức là mình nói là cái này nó sẽ giới hạn lại ha, giới hạn người dùng và sản xuất trong và thực được thực hiện tại nơi sản xuất phần mềm hoặc là trong một cái quy mô kiểm soát của cái công ty. Tức là cũng do người dùng, khách hàng họ test nhưng mà ở quy mô nhỏ, quy mô nhỏ, giới hạn, quy mô giới hạn. Thì đây là nó giống như là cái hình thức để mà kiểm thử chấp nhận nội bộ trước khi mà mình bắt đầu qua cái giai đoạn là beta, bắt đầu qua giai đoạn beta. Thì đối với cái giai đoạn cuối cùng là mình gọi là beta testing, beta test thì do người dùng cuối và khách hàng test, và ở đây là test một cách rộng rãi, test một cách rộng rãi. Thì các phiên bản của phần mềm là các phiên bản beta, thì lúc này nó được phát hành tới một cái số lượng giới hạn người dùng bên ngoài nhóm sản xuất phần mềm. Thì tới tóm lại là lúc này nó mở rộng ra cái số lượng phần mềm sử dụng để mình chạy thử test, nó cho cái người dùng cuối, khách hàng test với cái số lượng lớn hơn cái giai đoạn alpha đó. Thì do đó mình thấy cái chữ beta này thì đâu đó, ví dụ giả sử mình download được cái phần mềm thì mình nói nó là đang ở cái phiên bản beta, phiên bản beta đúng không? Các người thấy nó đang là beta thì mình nghĩ nó là cái phiên bản chính thức, để tung cho phiên bản chính thức chưa. Khi mình thấy là cái chữ beta thì nó là rõ ràng nó đang trong giai đoạn testing ha. Nhưng mà giai đoạn testing này tức là nó cho một số người dùng sử dụng ha. Mình thấy nhiều lắm. Ví dụ như những cái phần mềm mà nó chuẩn bị nó tung ra cái bản mới chính thức thì nó đều có cái bản beta cho mình dùng thử ha, bản beta mình dùng thử. Ví dụ như mình sử dụng cái Zalo Business đúng không, mình thấy nó cũng đang là cái bản beta đúng không, anh chị là sử dụng nó cũng đều đang là beta. Tức là mình hiểu là mình học kiểm thử phần mềm mình biết rồi, nó là cái giai đoạn mà nó gọi là acceptance test, để cho người dùng dùng thử. Thì sau đó là có phản hồi lại, có lỗi phát sinh gì đó vân vân, rồi nó mới tung ra được cái bản chính thức. Thì khi chính thức thì nó phải qua cái giai đoạn beta này, lúc này nó mới ra được cái bản chính thức đó. Thì mình gọi đó là cái giai đoạn cuối cùng mà acceptance test. Thì ở đây là cái giai đoạn này là chủ yếu là do người dùng, người ta test test thực tế phần mềm xem có chấp nhận hay không đúng không, và nó có hai giai đoạn là alpha và beta. Alpha beta đó, đó là cái phần mình nói là cái mức độ ha, cái mức độ của phần testing. Thì đối với mỗi thành phần này thì cái dữ liệu đầu vào nó là gì? Dữ liệu đầu vào tức là cái phần nào, cái input đầu vào đó, nó phải có một cái gì đó input để nó kiểm tra phải không? Nó dựa vào đâu mà để nó test như này? Thì ví dụ đối với unit test ha, unit test mình có thể là mình đặt tải chi tiết về module hệ thống như là LUT, DRAM, object vân vân, đặt tải thiết kế ví dụ là mô hình activity diagram, collaboration vân vân, đặt tải yêu cầu như là UK diagram vân vân. Đó là cái dữ liệu đầu vào và dựa vào đó cái cấp độ kiểm thử của cái khi chúng ta kiểm thử phần mềm. Rồi thì đây là tiếp theo là mình nói về cái quy trình ha, quy trình để mà chúng ta thực hiện một cái kiểm thử kiểm thử. Thì nhìn vào đây ha, nhìn đây mình thấy là cái quy trình nó đi từ trên xuống. Thì phía bên đây là mình có cái step, tức là những cái bước, và đây là có cái output, nó kết quả đạt được, kết quả đạt được. Rồi thì ở đây mình sẽ thấy phần đầu tiên
nha. Đầu tiên chỗ này, đầu tiên là mình thấy là mình bắt đầu là cái khâu là đặt tải yêu cầu phần mềm, tài liệu thiết kế, rồi thực hai. Thì cái này do cái đối với công nghệ phần mềm thì mình có cái khâu phân tích đúng không? À, phân tích thiết kế à, phân tích thiết kế và lập cái có đầu vào nó là kế hoạch dự án à, kế hoạch dự án đúng không? À, cái này là do phân tích thiết kế và tính khả thi đó, do cái người ở bên phân tích hay là quản lý dự án rồi họ sẽ làm nha, họ sẽ làm nha. Thì dựa vào đây thì bắt đầu họ sẽ bên cái bộ phận mà gọi là tester, bộ phận QA á, đúng không? Bộ phận QA mình gọi là chung là QA đi, tức là cái phòng mà về một cái phòng quản lý chất lượng á, đúng rồi. Bắt đầu họ làm là lập kế hoạch kiểm thử à, lập kế hoạch kiểm thử thì bao gồm là có test leader, senior tester đúng không? À, tức là những cái người chịu trách nhiệm chính về cái bộ phận test à, bộ phận test đó. Họ sẽ lập kế hoạch kiểm thử. Thì tại kế hoạch này họ sẽ đưa ra một cái output của nó, một cái kết quả của mình là test plan à, quan trọng là test plan à, checklist test plan à. Tức là cái kế hoạch test đó, plan tức là kế hoạch, test plan là kế hoạch test à, kế hoạch test à. Rồi xong thì hai lần này nếu mà mình được approve, tức là được chấp nhận, không được chấp nhận thì bắt đầu qua tới giai đoạn tiếp theo là bắt đầu giai đoạn test, giai đoạn đặt tả tình huống kiểm thử, đặt tả tình huống kiểm thử. Cái này là do tester hoặc là đặt tả tình huống kiểm thử tester và ở giai đoạn này thì mình có cái output, có cái output là cái những cái test case specification, tức là những cái đặt tả của cái test case. Test case tức là cái đặt tả, tức là cái thiết kế cái kịch bản để mình test đó. Thì cái chính của cái tester tức là họ thiết kế ra cái test case, tức là cái kịch bản để mà chúng ta test cho từng cái chức năng đó. Ví dụ login đi không, thì hôm nay muốn lại mình giả sử rồi, ví dụ mình có chức năng về login thì họ sẽ đưa ra cái kịch bản là à, đầu tiên là nhập vào username gì, ví dụ admin à, password admin, nhấn chữ login thì nó xuất hiện cái câu thông báo gì. Còn nếu mà username để trống, password để trống khi nhấn tự login thì nó sẽ xuất hiện cái câu thông báo gì, có đúng như là kịch bản cái thiết kế hay không đó. Thì mình nói là những cái đặc tả của test case lên những kế hoạch cụ thể đó, rồi bắt đầu họ mới chạy test. Thì ở đây thì bắt đầu qua một cái là thực hiện kiểm thử à, thực hiện việc đó là bắt đầu là dựa vào những cái kịch bản như thế, những cái đặc tả đó mà họ chạy chạy test à, chạy test tức là bây giờ developer họ đã lập trình ra cái sản phẩm rồi không, cái nhiệm vụ của tester là bây giờ chạy à, chạy cái sản phẩm phần mềm đó để mà test, và dựa vào cái kịch bản mình đã thiết kế sẵn à, để mình chạy mình test. Và trong quá trình mình chạy mình có thể update lại cái test case này. Và sau khi thực hiện kiểm thử thì mình qua một cái giai đoạn nó gọi là lập báo cáo à, lập báo cáo và báo cáo kết quả kiểm thử nó như thế nào. Nên đó là cái giai đoạn mà tất cả những cái quy trình à, cái quy trình của kiểm thử. Thì cái báo cáo kiểm thử là cái kết quả, cái output của mình nhận được nó là cái test report à, là cái test report. Thì mình rõ ràng mình thấy là cái bộ phận QA, tức là cái testing ấy, của mình nó độc lập với lại là cái bộ phận về về developer nha. Tức là bên kia là cứ code thôi, bên đây là cứ lập cái kế hoạch để mà test. Tức là bên kia chạy xong rồi bên kia là cho ra sản phẩm, mà bên đây bắt đầu bị chạy test đó. Mình hiểu như được như thế, một bên là ra sản phẩm, nó lập trình để mà ra sản phẩm, một bên là chạy test để tìm ra lỗi, một bên là chạy test tìm ra lỗi và thiết kế những cái test case để mà chạy cái test ha, để thiết kế test case nãy mình nói rồi đúng không ha. Thiết kế là mình giống như mình thiết kế một cái kịch bản để mình chạy test, thì thiết kế đó mình đưa cho người nào chạy test cũng được, cũng đúng theo cái kịch bản đó để xem mà đúng hay không đó. Thì cái output ở đây mình sẽ thấy nó là ví dụ là test plan này đúng không, test plan khi mình lập kế hoạch hay là
hay là cái test K ha, hoặc test 11 ha. Đó, đó là cái kết quả output của mình. Thì trong đó cái test plan ha, cái quy trình mình ra được cái test plan, tức là cái kế hoạch kiểm thử ha. Thì đó là các tài liệu để mình mô tả mục tiêu, phạm vi, phương pháp tiếp cận và tập trung vào cái nỗ lực mà kiểm thử phần mềm. Thì cái quá trình mà chúng ta để chuẩn bị cho test plan là một cách hữu hiệu để mà tính tới cái nỗ lực cần thiết để xác nhận cái khả năng chấp nhận của sản phẩm. Thì trong cái test plan này nó mô tả, nó sẽ lập ra những cái kế hoạch như thế. Thì trong cái test plan của mình nó sẽ có chứa những thông tin gì? Ví dụ như mình sẽ có là tên project, danh sách module mình cần test, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, danh sách các test case, nhân sự tham gia vào cái test case đó, tài nguyên sử dụng, ví dụ như là server mình có quạt test center và nguyên kế hoạch thực hiện, kế hoạch thực hiện. Thì mình lập cái sơ đồ răng cho hàng ngày để mình làm một cái kế hoạch cụ thể. Còn mình nói tới là cái test case khi bắt đầu mình mô tả cái test case, thì cái test case tức là nó mô tả cái dữ liệu đầu vào khi mình có cái dữ liệu đầu vào để thực hiện hành động và cái kết quả mong đợi của mình. Thì cái việc này á, để xác định một cái chức năng của phần mềm có thể chạy đúng hay là không đó không, tức là cái người lập trình đó đã lập trình một cái chức năng đó, nó chạy đúng hay không. Thì cái test case này nó mô tả những cái thành phần đó, mô tả về đầu vào, mô tả về cái hành động và mô tả về kết quả mong đợi. Thì một cái test case nó có thể có những cái phần đặc thù khác nhau, như là mã tên test case, mục tiêu vân vân, điều kiện test, tức là đôi khi là nó có thêm những cái tính chất này, các bước thực hiện và kết quả mong đợi. Thì đây là một cái mẫu mà mình gọi là cái mô tả test case, tức là cái test case specification hồi nãy mình nói. Ví dụ mình đọc sơ qua cái test case này ha, cho mình coi xem cho mình hiểu được cái gì không các anh chị. Rồi, thì ở đây là mô tả cái test case. Thì trong đây mình vào cái cột, thì mình sẽ thấy cái cột đầu tiên nó có cái ID của cái test case đó, không, ID của test case đó. Thì cột thứ hai mình thấy là test case description, tức là cái mô tả, đúng không, mô tả của test case. Rồi cái đầu tiên tiếp theo là cái test case procedure, tức là cái thủ tục đó, thủ tục thực hiện. Cái expected result, tức là cái kết quả mong đợi, và cái test result, tức là cái kết quả khi mình chạy test đó. Đây là những cái thành phần trong cái test case. Thì thí dụ đây là cái ID, tức là cái số 1 này nó mô tả cái gì. Thì cái phần này á, cái phần cái cột description này, tức là người ta giải thích ở đây, tức là description, tức là mô tả ngắn gọn về cái case này, tức là trả lời được cái câu là nó test cái gì, đúng không, nó test cái gì. Thì ở đây người ta mô tả đây là test username và password, nó là empty, đúng không? Tức là trong cái chức năng login, đúng không? Trong chức năng login thì nó đầu tiên là cái trường hợp đầu tiên, cái test case đầu tiên là mình test về username và password rỗng. Rồi cái cột mà nó mô tả là cái quá trình thực hiện, đúng không? Rồi sẽ đưa cái này giống cái thủ tục quá trình thực hiện. Thì cái chỗ này là gì? Nó là mô tả những cái bước ha, mà để thực hiện cái trong cái trường hợp này. Thì cái bước số 1 là mình thấy là mình sẽ nhập vào cái username và cái password ở cái test box nó, cái test box username password nó là rỗng. Sau đó mình click, cái bước thứ hai là mình click vào login. Đó, đó không? Đó, nó mô tả như thế nha. Rồi, tiếp theo là mình nói về cái cột mà nó mô tả là expected result, tức là nó sẽ mô tả cái kết quả kết quả mà nó sẽ theo cái yêu cầu của cái customer, customer tức là cái khách hàng á, cái khách hàng nó sẽ thực hiện cái yêu cầu của khách hàng.
Tức là mô tả theo cái đặc tả của khách hàng, cái đặc tả yêu cầu của khách hàng, tức là cái kết quả mình mong muốn đây, tức là theo cái thiết kế của cái đặc tả khách hàng, họ là họ muốn cái gì, hay là cái mô tả của cái phần mềm ấy nha. Thì theo thiết kế là cái message display, tức là cái hiển thị là username và password are required, tức là bắt buộc phải có, tức là xuất hiện một cái câu thông báo username và password phải có. Đó thì đó, ba cái thành phần này thì nó sẽ mô tả được trong cái test case đó, tức là test case description mà, đúng không? Những cái tên test case, đúng không? Một là test case description, test case procedure, tức là cái thủ tục từng bước thực hiện của nó và kết quả mong đợi. Thì tức là cái người mà tester họ sẽ thiết kế, cái này là mình nói là đang là họ sẽ đưa ra một cái kịch bản, mình gọi là một cái thiết kế, một cái test case. Còn cái test result, tức là khi bắt đầu là ở cái giai đoạn thực hiện, tức là mình chạy cái phần mềm lên, đúng không? Mình chạy phần mềm lên và mình thực hiện từng bước đúng như vậy, đúng như cái procedure này. Nếu mà và cái kết quả mình đạt được nó đúng với kết quả mong đợi luôn thì lúc này mình pass. Còn thí dụ giả sử mình chạy lên mà nó không xuất hiện cái thông báo này thì cái chỗ và kết quả của mình là gì, là fail. Fail fail ở đây tức là cái chức năng này nó không đúng. Thì lúc này mình trả về cho lập trình viên làm lại, đúng không? Trả về cho lập trình viên làm lại. Đó, tức là cái người đây là cái người tester, họ thiết kế. Và đây là cho ra một cái kịch bản thiết kế thì bất kỳ người nào cũng có thể thực hiện được, đi là cho ra kết quả pass hay là fail. Đó, thì cái nhiệm vụ của người tester khi ở cái phần mà mình nói nãy là ở cái giai đoạn mà nó gọi là đặc tả những cái test case đó ha, thì họ sẽ thiết kế những cái test như thế này để họ test. Thì đây là mình gọi là cái thiết kế một cái test case. Để cái test result, tức là khi mình thực hiện, khi mình chạy cái phần mềm, đúng không? Khi mình run phần mềm và mình so sánh cái kết quả của phần mềm với kết quả mong đợi, nếu mà nó giống nhau, đúng không, thì mình cái năng gọi kết quả là pass, còn ngược lại thì mình gọi là fail. Đó, thì cái nhiệm vụ của tester là thứ nhất là design, thiết kế ra một cái test case này, và nhiệm vụ thứ hai là chạy cái test case để xác định được kết quả này là pass hay là fail. Đó, đó là những cái công việc mà tester ha. Tester cơ bản tester phải làm để mình test. Thì khi mình thiết kế cái test case như này nè, những cái này mình mô tả, thông thường nó có một cái file để mà mô tả những cái bước này. Thì sau khi mình thiết kế rồi, sau đó là mình thiết kế xong rồi thì mình có thể giao cho người đó thực hiện cũng được, dựa vào các bước như thế này. Và mỗi một lần khi mình lập trình một cái giai đoạn của phần mềm thì họ đi chạy test lại giữ cái này, nói cho mình biết được, chứ không phải là mình nhào vô mình test, là mình mở chương trình lên mình thao tác ha. Mình thao tác mình, nhưng mà vấn đề là thao tác của mình nhập dữ liệu gì, đúng không? Bây giờ mình có một cái phần mềm rất là nhiều cái ô nhập liệu, giờ mình test cái gì để cho nó đảm bảo được cái phần mềm nó đúng, đó không? Đó thì mình phải thiết kế cái test case rõ ràng. Thiết kế cái test case rõ ràng rồi sau đó mình mới thực thi. Đó thì cái giai đoạn test case như thế. Rồi tới đây chị có câu hỏi gì không? Anh chị mình có hình dung được cái việc tester là cái người tester họ sẽ làm cái gì không? Thì trong cái ví dụ này, giả sử là mình có cái trường hợp là login, đúng không? Đó, mình có ví dụ là cái username password đó, với lại cái button login chẳng hạn. Và vấn đề là mình đang test cái chức năng này, đúng không? Đó, đây mình mô tả. Thì dĩ nhiên đây nó chỉ có một cái test case đầu tiên, là nó cái test case đầu tiên nó là gọi là username và password empty. Đó là cái trường hợp là đầu tiên thì mình nói là hai này nó rỗng, đúng không? Còn có thể nó có trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là username bằng cái gì đó, password bằng cái gì đó, đúng không? Mà những từng bước thực hiện như nào, đúng không? Và kết quả mong đợi nó ra cái gì, đúng không? Và cái test vì sao, đó là khi mình chạy chương trình lên nó như thế nào. Đó. Do đó mình thấy là mỗi cái chức năng nó rất là nhiều cái test case, đúng không? Rất là nhiều cái test case để nó test, để nó đảm bảo được cái phần mềm mình nó chạy chạy đúng đắn.
Rồi tới đây thì các anh chị có hình dung được cái công việc mà cái tester họ sẽ làm cái gì không các anh chị? Được chưa? Các anh chị có thắc mắc gì không? Hay là mình còn chưa rõ là tester họ sẽ làm cái gì không? Hay là thực hiện test như thế nào? Hay là chỉ chạy phần mềm thôi? Ha, thì đây mình gọi là đây là một cái mẫu ví dụ thì mình nói nó là cái test case, test Dạ được thế ơi. rồi rồi thì mình đã điểm qua những cái quy trình kiểm thử, thì trong đó mình trong cái quy trình đó thì mình biết nó là từng bước cái quy trình thực hiện như thế nào, đúng không? Kết quả mình đạt được là cái gì, mình cần thiết kế cái gì, đúng không? Và mình chạy thử kiểm thử như thế nào, vân vân. Thì cái việc design này á, thí dụ như mình cái test case của mình á, đúng không? Mình design bao nhiêu test case và mỗi test case mình phải cho nhập dữ liệu gì? Tại sao mình nhập là username trống, password trống, lỏng, đúng không? Hay là nhập như thế nào đó để mà chạy nó bao quát và nó đúng hết, thì chúng ta phải có một cái phương pháp kiểm thử, phương pháp kiểm thử. Rồi thì cái phương pháp kiểm thử mình cũng tóm lại nãy mình nhắc hoài, có hai cái phương pháp theo hai cái trường phái là theo cái hai hướng tiếp cận, đó là kiểm thử hộp trắng và kiểm thử đen. Thì kiểm thử hộp trắng tức là mình đi sâu hơn về mặt mã code đó, thì mình nói là mình sẽ test vào cái cấu trúc mã hoặc cái thuật toán cái chương trình, đúng không? Không, mình muốn muốn xem được cái bên trong nó thực hiện như thế nào, đúng không? Đó là cái cấu trúc và cái giống như cái thuật toán cái chương trình, cách thức làm việc cái chương trình. Thì cái người kiểm thử là truy cập vào cái mã nguồn chương trình để mà kiểm tra nó, đúng không? Và làm cơ sở để mà hỗ trợ cho việc kiểm thử. Còn kiểm thử hộp đen tức là cái phương pháp mà test dựa trên cái đầu vào và đầu ra của chương trình để mà test, và không quan tâm đến cái code bên trong, không quan tâm đến code bên trong. Thì đó, này là mình chỉ cần được đầu vào nó như thế nào và đầu ra nó có hợp lý hay không, không quan tâm bên trong nó là cái gì, nó là hộp đen. Thì cái black box tức là không yêu cầu kỹ thuật về kiểm thử, phải biết kiến thức về mã hoặc thuật toán chương trình. Thì mình chỉ cần là kiểm tra chức năng thôi, kiểm tra chức năng của hệ thống. Tức những gì là tức là những cái gì mà hệ thống được cho là cần phải dựa trên cái đặt tải yêu cầu làm được, đúng không? Dựa trên cái đặt tải yêu cầu. Thì cái này mà thường thường là mình test về những cái chức năng, chức năng của cái một cái phần mềm của mình nhập vào một cái yêu cầu, một cái đầu vào input và cho ra một cái output. Đó là hai cái phương pháp, hai hướng tiếp cận là trắng hoặc đen. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào những cái phương pháp, một số cái phương pháp cơ bản của cái phần kiểm thử hộp đen. Đó. Thì mình nói là những cái phương pháp, tại sao mình phải thầy nghĩ những phương pháp này, hồi nãy mình nói rồi, đúng không? Giả sử lúc nãy mình có cái login thì mình có username, password, mình có user, password. Thì vấn đề là ở đây mình nhập dữ liệu gì, đây nhập dữ liệu gì để cho test nó có thể là bao quát tất cả trường hợp, hay là ngoài ra những chức năng nó có những cái input đầu vào khác nữa, ví dụ là số đi, mình tính số đi, nhập vào cái số lượng, dù nhập vào tên tên sản phẩm và số lượng sản phẩm, đúng không? Mình sẽ phải nhấn đặt hàng chẳng hạn. Thế thì mình nhập bao nhiêu, cái số lượng bao nhiêu, mình test với cái số liệu bao nhiêu, nó mới là đảm bảo được là mình tìm ra được cái lỗi phát sinh trong cái phần mềm của mình. Thì đó là những cái phương pháp, mình sẽ có các phương pháp. Rồi đầu tiên mình sẽ đi vào những cái phương pháp là
mình gọi là kiểm thử hộp đen ha, kiểm thử hộp đen hồi nãy mình nói rồi là kiểm thử chức năng ha. Thì ở đây mình sẽ điểm qua một cái số phương pháp cơ bản như là mình nói là phân vùng tương đương equivalent partitioning, thì phân vùng tương đương tiếp theo thì mình đi với những phương pháp như là phân tích giá trị biên, phân tích giá trị biên rồi là boundary value analysis hay là bản quyết định và phương pháp đón lõi, hay đó là một cái số cái phương pháp từ trong kiểm thử hộp đen. Thì mình đi vào cái phương pháp đầu tiên là cái phương pháp về phân vùng tương đương. Phân vùng tương đương thì là một câu hỏi là tại sao mình phải dùng cái phương pháp này. Phân vùng tương đương, giả thử bây giờ mình có một cái chức năng mà đầu vào nó phải cần là một cái số đầu vào, đầu vào ví dụ như là một nhập vào là tuổi đi, tuổi của một người hay là số lượng hay là bất kỳ cái gì á, thì mình thấy là cái tuổi của một người, tức là cái số nó sẽ chạy dài đúng không, có thể là từ 1 đến 100 hay là hoặc hơn nữa đúng không, hoặc là rồi sau đó mình có thể như là số lượng phần mềm hay là số lượng đặt hàng nó sẽ chạy dài một cái số liệu rất là nhiều đúng không. Thì do đó là cái việc kiểm thử mà tất cả đầu vào của một phần mềm là không thể, tất cả đầu vào, tức là đối với những cái đầu vào ha, đầu vào mình nhập tất cả những cái trường hợp xảy ra thì không thể nào được. Đôi khi nó có 1.000 trường hợp, mình giả sử đi mình nhập vào cái ô test là cái tuổi của một người thì nó có thể là từ 1 cho đến 100 ha, hoặc là 120 đi ha, 120. Thì về cái cách mà kiểm thử phần mềm là mình phải test hết tất cả trường hợp, tức là mình chạy là 1 nè, rồi mình nhập vào là 1 rồi mình chạy test, nhập vào là 2 tuổi này chạy test, nhập vào là 3 tuổi chạy test đúng không, nhập vào là 4 tuổi chạy test, 5 tuổi vân vân cho đến 120. Nhưng mà thí dụ số tuổi còn đỡ, giả sử mà cái số lượng đặt hàng hay là sản phẩm hay là cái gì nó nhiều hơn nữa. Một câu hỏi thì người ta nói là việc kiểm thử tất cả cái đầu vào của phần mềm là không thể đúng không. Thì cái đây mình sẽ xây ra một cái phương pháp là mình nên giới hạn lại một cái tập con tất cả các trường hợp đầu vào có thể. Thì mục tiêu của mình là mình sẽ lựa chọn một cái tập con đúng có xác suất cao nhất để phát hiện ra hầu hết các lỗi. Thì thay vì một cái vùng dữ liệu nó chảy dài này, mình chảy dài từ A tới B đi, cái vùng dữ liệu dài thế các bạn, thì mình sẽ giới hạn là một tập con, thành ví dụ mình giới hạn nó lại thành những cái tập con hay là những cái vùng thôi. Thì mình tập trung lại còn lại là ba vùng thôi, và mình test tập trung vào test những cái số liệu trên ba vùng này đó, thì nó sẽ rút gọn lại. Cái đó là cái cách mà cái phương pháp mà dùng, tức là mình gọi lại sẽ chia partition đúng không, partition là chia cái đầu vào thành những nhóm tương đương nhau, thành nhóm tương đương nhau. Và nếu một giá trị trong cái nhóm đó hoạt động đúng thì tất cả giá trị trong nhóm đó cũng hoạt động đúng và ngược lại. Tức là như lúc nãy mình nói đúng không, mình có một cái đoạn AB, một cái đoạn giá trị AB, tức là mình nhập cái đoạn giá trị này vào là không thể, thì lúc này mình có thể chia phân vùng ra. Giả sử đây là một cái đoạn gì đó, nếu mà mình test trên cái đoạn này, cái đoạn này ví dụ mình lấy một cái điểm bất kỳ, mình test một giá trị bất kỳ trên đoạn này mình test, mà nếu mà cái giá trị này nó mang giá trị đúng, nếu mình đang chạy đúng thì tất cả giá trị trên cái đoạn này đúng, ngược lại nếu mà cái giá trị trên đây nó sai thì tất cả giá trị trên cái đoạn này sai. Đó ý nghĩa là như thế, tại vì nó đại diện cho một cái vùng mà tương tự như thế, những cái giá trị trên cái vùng khác, nếu có giá trị trên vùng này mà nó đúng không thì toàn bộ cái vùng này nó sẽ đúng, còn sai thì ngược lại toàn bộ vùng này nó đại diện cho cái vùng này. Thì mình gọi đó là cái phương pháp phân vùng tương đương. Phân vùng tương đương thì cái mục đích này là để giảm đáng kể cái số lượng test case cần phải thiết kế, vì mỗi lớp tương đương chỉ cần test cho một phần tử đại diện, test cho một đại diện. Thì ở phương pháp này các bước thực hiện của mình là xác định các lớp tương đương, tức là phân hoạch đầu vào ra thành cái lớp tương đương, rồi sau đó thiết kế test case thôi, và test case đại diện cho mọi cái lớp tương đương đấy.
Thì về nguyên tắc thực hiện đó, mình có thể chọn những thành những cái thông thường người ta sẽ chọn thành ba cái lớp giá trị như thế này, lớn hơn, nhỏ hơn và cái trường hợp hợp lệ. N các giá trị hợp lệ, N lớp giá trị hợp lệ, tức là N vùng đó. Lớp đây có thể là vùng đó. Giá trị hợp lệ. Rồi mình thấy giờ mình sẽ test một cái phần mềm đầu vào thôi. Giả sử bây giờ mình sẽ có một cái chương trình nhập vào số nguyên, giả sử nhập vào n và mình biết được cái n có giá trị là từ 1 cho đến 1.000, cái vùng cho phép nó thế nào. Thì vấn đề đây là mình cần test là làm sao mình nhập giá trị vào để mình chạy test được cái chương trình này, đúng không? Thì rõ ràng là mình test hết để đảm bảo cái này đồng test từ 1 tới 1.000 mà nhập từng giá trị là không thể. Do đó mình có thể là mình chia, mình chia phân lớp thành phân vùng tương đương. Thì theo cái phương pháp lúc nãy là mình chia thành thành ba vùng, vùng hợp lệ đúng không, vùng có giá trị nhỏ hơn, vùng hợp lệ và giá trị lớn hơn. Vùng hợp lệ này có thể là n vùng không, này phương pháp lúc nãy mình sẽ là n vùng, đây là giá trị hợp lệ. Thì ở đây mình có thể là mình chia dữ liệu test ra, có khả năng phát hiện lỗi cao. Ví dụ mình có là cái đoạn của mình hồi nãy là 1 cho đến 1.000. Thì ở đây là vùng vùng hợp lệ, tức là cái vùng từ 1 đến 1.000. Thì tại đây mình chọn những cái giá trị nào, giá trị nào để mình test. Giá trị này nó sẽ đại diện cho cái vùng đó. Còn ngoài ra mình những cái vùng không hợp lệ như là cái vùng vùng nhỏ hơn, mình vẫn vẫn nhập cái giá trị nhỏ hơn vô để mình test đúng không? Đó. Nhỏ hơn. Thì ở đây mình chọn những cái giá trị để mình test. Bất kỳ cái giá trị nào, còn ở đây là cái vùng lớn hơn đúng không, mình có thể nhập vào để mình test đó. Thì đó mình thay vì mình nhập từ 1 tới 1.000, 1.000 số để mình test từ từ, thì mình có thể nhập những cái giá trị đại diện trong đây để mình test nha, trong giá trị trong đây mình test. Rồi đó mình thử mình làm cái ví dụ này cho các anh chị. Giả sử mình có một cái mã số sinh viên ha, mã số sinh viên của mình là có dạng là như thế này, mình có 10 ký tự. Giả sử là mình không quan tâm đến ý nghĩa của các con số, không quan tâm đến ý nghĩa của các số là gì. Và giả sử bây giờ mình có một cái ô test là nhập vào cái mã số sinh viên, mã số sinh viên. Ví dụ như là tra cứu đi, nhập vào sao nó sẽ sinh viên, rồi rồi sau đó mình có nút search đúng không, để mình tìm đi đó đúng không. Rồi đơn giản như thế này thôi, vấn đề là mình làm sao mình nhập đồ vào cái bao nhiêu cái mã số, bao nhiêu cái trường hợp để mình test này cho để đảm bảo được nó tính đúng đắn. Thì mình có thể áp dụng cái phương pháp phân vùng tương đương ha. Rồi đâu các anh chị làm, mà mình dành cái vài phút mình làm thử cái này để mình hiểu rõ thằng này hả các anh chị. Mình chia ra ví dụ là như lúc nãy thôi, vùng hợp lệ vùng vùng lớn hơn hay vùng nhỏ hơn á, giờ mình đưa vào cái tự mình test ha. Đâu các anh chị tự làm á, tự làm và gõ lên vùng chat thì các anh chị cho mình chọn cái giá trị để mình nhập đây là cái gì để mình test. Thì cái này nó cũng đơn giản đó các anh chị, khi mình test vào mình test vô mình nhập cái này thì mình muốn cái này phân ra ba vùng, thì cái vùng hợp lệ của nó là có 10 ký tự, mình tại vì nó không quan tâm đến cái ý nghĩa của cái số bên trong đó là cái gì, thì mình làm sao mình nhập đủ 10 thì nó coi như là vùng hợp lệ. Thì vùng không hợp lệ tức là ít hơn 10 ký tự đúng không, lớn hơn 10 ký tự, tức là khi mình nhập vào 9 ký tự thôi, thì lúc đó khi mình nhấn nút search thì cái phần mềm nó phải thông báo cái gì đúng không, thông báo ví dụ như là sai về mã số sinh viên đúng không, sai mã số sinh viên hay là mã số sinh viên chưa đúng hay không, nếu mà trong trường hợp đó ha. Thì nếu mà khi mà thiết kế tức là cái expected result của mình nó phải xuất ra một cái câu thông báo gì đó đúng không, rồi lúc đó mình mới chạy chương trình xem là chương trình mình có đúng như vậy hay không. Và trong vùng hợp lệ thì mình nhập 10 ký tự, giả sử là mình có thêm những cái n vùng, tức là cái vùng khác nữa, ví dụ như là trong trường hợp mà mình muốn test xem là ngoài nó ra số nó có thể là nhập nhập chữ nó đúng không, chữ hay là ký tự gì đó, thì lúc đó nó sẽ, nếu mình phân biệt số với chữ nó sẽ báo lỗi cái gì đó đúng không, trong trường hợp như thế.
Đó, đơn giản như thế nha. Còn cái này là cái bài tập về nhà để các anh chị có thể làm. Thí dụ bây giờ mình có thể kiểm xem là cái dữ liệu của mình là thí dụ cái mã số sinh viên nó có đúng với thực tế hay không. Giả sử đối với trường là bây giờ là đang là 23, tức là cái sinh viên của mình là khóa 23, cao nhất là 23 và thấp nhất là từ 01, hai số đầu là từ 01 đến 23. Thì nếu mà thí dụ mã số sinh viên của mình là cũng là 10 số mà số đầu nó là khác khác như cái số này thì nó có thể là nó không hợp lệ. Thì mình giả sử mình có một cái viết một cái chương trình để mình test, có một cái phần mềm rồi mà mình để mình chạy mình test thì mình sẽ nhập liệu như thế nào dựa vào cái phương pháp và phân vùng tương đương ha. Đó, thì đây các anh chị có thể làm cái bài này nhé. Làm cái đó có nộp cho thầy không thầy? Cái này chắc mình là làm chắc để biết là khỏi khỏi nộp các anh chị, hoặc là mình buổi sau mình nộp cũng được, hay là buổi sau nộp nhé. Buổi sau đi. Dạ nộp tập trung cho cô bạn Xuân, gọi Xuân nộp cho thầy hả thầy? Một hồi mình gửi cho cái form cho các anh chị nộp. Dạ dạ. Mà cái đó là test bài tập đó là mình làm ở hai cái số đầu của bản sinh viên đúng không thầy? Tức là không có như cái bài trước là mình kiểm thử trên 10 ký tự của đề bài. Không, cái chiều dài nó vẫn là 10 nhưng mà cái hai số đầu nó phải có ý nghĩa, nó vậy từ 1 tới 23 nó mới có ý nghĩa. Dạ. Thì các chị có thể làm trong framework á, làm trong framework rồi thì mình sẽ áp tắt vô cái form trên cái nộp cái file đó. Hồi xin mình gửi cái form cho các anh chị. Rồi tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các anh chị cái một cái phương pháp nữa, mình gọi là cái phương pháp phân tích giá trị biên. Giá trị biên thì ở đây mình nhìn thấy không, giá trị biên biên tức là nằm ở cái vùng boundary đúng không? Lúc nãy mình thấy đúng không, mỗi một cái vùng giá trị nó đều có cái biên của nó đúng không? Thì ở đây mình tập trung vào mình test cái gì, là mình test tất cả các giá trị ở cái vùng biên của dữ liệu, ở dữ liệu vào và dữ liệu ra, vào và dữ liệu ra. Thì tập trung vào các giá trị biên chứ không test toàn bộ dữ liệu đối với cái phương pháp này. Cái phương pháp này tại vì người ta nói là cái tập trung vào cái giá trị biên thì nó thường xảy ra lỗi ở cái vùng biên đó, xảy lỗi cái vùng biên đó. Ví dụ như mình có một cái đoạn code mình nói là lúc nãy đi cái mình có nhập vào một cái giá trị n đúng không? Ví dụ cái n là có một cái test mình cần nhập vào, mình cái đoạn code mình là if và n nhỏ hơn không, nhỏ hơn không. Thì mình làm cái gì đó, nhưng mà thí dụ như là hai cái giá trị biên nó nằm ở cái chỗ là giá trị không, có lấy giá trị không hay là nhỏ hơn giá trị không. Nếu mà dấu bằng ở đây đúng không thì là mình lấy giá trị không, còn nếu mà không có dấu bằng ở đây tức là mình không lấy giá trị không đó, thì là cái vùng biên nó hay lỗi chỗ này. Test xem là cái người lập trình họ hay test cái chỗ vùng biên cái chỗ này nó hay lỗi xảy ra chỗ này, nhỏ hơn một bằng ha, nhỏ hơn một bằng hay là nhỏ hơn không, đúng không, lớn hơn hay là lớn hơn bằng, nó nói hai đó là hai cái vùng biên cái giá trị nó khác nhau. Việc test trên cái đó nó dễ bị lỗi trong cái phần mình lập trình hay đó. Rồi thì nãy đó mình nói về cái phương pháp là giá trị tương đương để làm đại diện, thì đối với kết hợp với lại cái trong cái lớp tương đương đó, thay vì mình chọn nhiều cái giá trị trong lớp tương đương làm đại diện thì mình có thể kết hợp cái phân tích giá trị biên, yêu cầu là chọn một hay vài cái giá trị ở các cạnh của lớp tương đương để làm điều kiện test đó. Thì trong cái vùng hồi nãy là của cái phân lớp tương đương đó, mình có thể mình chọn cái giá trị trong cái vùng đó, và ưu tiên là chọn những cái giá trị biên. Thì đối với phương pháp này thông thường người ta đề xuất là để tăng cái khả năng phát hiện lỗi
thì thường mình sẽ lấy năm cái giá trị, năm cái giá trị thì mình tạm đặt tên là giá trị cực đại, cực tiểu, cận biên và giá trị giữa. Giá trị giữa thì khi mà đặt cái tên đó nè, nó ví dụ giá trị ở trung bình, giá trị giữa nó mình gọi là norm, rồi giá trị nhỏ nhất thì mình gọi là min, ngay phía trên cái giá trị nhỏ nhất thì mình gọi là min cộng, giá trị lớn nhất là max, và mình có giá trị là max trừ, chỉ được max trừ, những cái giá trị như thế. Thì ở đây mình sẽ thấy cái sơ đồ này, cái đồ này mình sẽ thấy thì ở đây mình sẽ có cái đoạn, ví dụ mình nói là đối với cái trục này là mình có cái đoạn A tới B, chúng ta có x1 này. X1 là nó từ đoạn A tới B. Thì nếu mà x1 nằm trong đoạn A tới B thì mình muốn test trong cái đoạn A tới B thì mình sẽ lấy năm cái giá trị. Năm giá trị theo cái trục này ha, theo cái trục AB, theo cái chiều hướng x1 á, theo cái hướng x1 không? Thì mình thấy năm giá trị này. Thì lúc này cái giá trị này nó gọi là norm, giá trị giữa đúng không? Còn cái giá trị này nó gọi là giá trị gì các anh chị? Giá trị max đúng không? Và thằng này nó là max trừ. Thì giá trị này nó là min. Còn thằng này nó sẽ là min cộng. Đó, nó sẽ là min cộng. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta lấy cái trục x2 thì nó sẽ có cái chiều là từ C tới D đúng không? C, D đó. Thì tương ứng như vậy. Đây mình cũng có là norm, ở đây mình cũng có là max lớn nhất đúng không? Và thằng này nó sẽ là max trừ. Thằng này thì nó sẽ là min. Và tương ứng với thằng này thì nó là min cộng. Đó thì mình sẽ lấy năm cái giá trị như thế cho một cái vùng đó, và tạm thời người ta sẽ chọn vào cái giá trị biên, giá trị biên. Rồi mình nói là giả sử mình đang kiểm thử nhập x ha, x với cái điều kiện là x sẽ nhỏ hơn bằng a, a lớn hơn bằng a, nhỏ hơn bằng b. Thì lúc này cái test case mình chọn để kiểm tra thì nếu mà mình nói là ở cái phần giữa thì nó là a cộng b chia 2 đúng không? Còn x bằng a tức là x min, a cộng 1 tức là min cộng, x bằng b tức là max, x bằng b trừ 1 tức là max trừ. Max trừ đó, mà dọn năm giá trị. Mình lấy ví dụ ha. Ví dụ như mình có cái ô, mình nhập x đi, mình có một cái ô test nhập x, và x nó chạy từ 20 cho đến 30 ha. Mình biết là x nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này, 20 cho đến 30, mình nhập x trong đây đó. Đó. Thì lúc này giả sử mình test không, mình sẽ chọn cái giá trị là bao nhiêu với phương pháp là lấy giá trị biên. Khi mình chọn năm giá trị, nó cho ra mình năm giá trị là gì, các anh chị đâu làm thử ha. Giờ mình nhắn lên cái khung chat thôi nha. Thì lúc này mình được tưởng tượng là a nó bằng 10, b nó bằng 30, thì lúc này mình lấy năm cái giá trị theo cái phương pháp này rồi nó là bao nhiêu để mình nhập vào cái ô test này để mình test. Thì cái bài này mình thấy là mình đơn giản đấy, mình làm thế a vô trong đây là mình được rồi, hết cái gì tương tự với a bằng 10, b bằng 30, thì mình cứ giữ chữ đây là a bằng 10, b bằng 30. Thì chỗ này là nếu mà x min thì nó có mình là x min là của mình là 10 đúng không, và mình có là x min cộng là của mình là nó cận biên đúng không, thì mình nói nó là 11. Còn x mình nôm thì mình nói là a cộng b trên 2, a cộng b trên 2 tức là 40 chia 2 đúng không, thì mình viết luôn ha.
30 trên 2 thì mình là 20. Rồi sau đó mình có là ít mắt. Mắt của mình là 30. Và ít mắt trừ. Mắt trừ tức là giảm đi 1 đúng không? Tức là mình được 29. Đó. Nha. Đó. Đó thì mình áp dụng cái phương pháp này thì mình sẽ chọn 5 cái giá trị trong một cái phân vùng đó ha. Để mình test đó. Thì thay vì mình chọn một cái liên tục từ 10 cho đến 30 đúng không? 30 thì mình chọn cái trong cái phân vùng này để mình chạy mình test. Và khi mình thiết kế test case đúng vậy không? Thiết kế test case thì mình thiết kế là mình nhập vào đúng cái giá trị gì. Cái giá trị 10 thì nó ra kết quả như thế nào, giá trị 11 nó ra kết quả như thế nào, giá trị 20 ra kết quả như thế nào. Và cái expected vì sao, tức là cái kết quả mong đợi của chương trình mình theo thiết kế là cái gì. Và khi mình chạy chương trình là có đúng như vậy hay không thì nó pass hay là fail. Nó pass hay là fail. Còn trong cái điều kiện mà kết hợp thì mình giả sử bây giờ mình kiểm thử x với hai điều kiện là x một nhỏ hơn a và b, và x c x hai mình nhỏ hơn lớn hơn c và nhỏ hơn d, x một thì mình lớn hơn a và nhỏ hơn b. Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn bao nhiêu cái, cần bao nhiêu cái test case đúng không, để mình kiểm tra x một x hai. Thì lúc này mình trở về cái điều kiện kết hợp này thì mình thấy mình trở về cái sơ đồ lúc nãy mình thấy đó. Thì tổng cộng mình thấy mình có bao nhiêu điểm các anh chị, mình có từ A tới B và C đến D, mình kết hợp lại thì mình tổng cộng mình có bao nhiêu điểm, mình có bao nhiêu giá trị mình cần lấy. Mình nhìn vào cái điểm đen á, bao nhiêu các anh chị? 8 8 hay là 9 anh chị? 9 đúng không? 9 đó. Thì mỗi một cái giá trị nó là một cái cặp ha. Thì trong đây là mỗi một kết quả mình đạt, ví dụ như tại vị trí này đi. Thì tại vị trí này thì thằng này nó là x1 mắt đúng không? x1 mắt. Nhưng mà chiếu theo cái chiều của x2 thì nó là gì? Nó là x2 nôm đúng không? Đó, ha, nó là cặp x1 x2 nôm. Tại mỗi vị trí này tương tự như thế, cho dù tại thằng này nó làm x1 mắc trừ đúng không, x2 nôm đúng không, đó tương tự như thế. Ví dụ như tại vị trí này đi, tại vị trí này thì nó là, nếu mà theo cái chiều x1 thì nó làm ở đây nó là nôm đúng không, nhưng mà x2 nó là mắc đúng không, x2 nó là mắc. Thì tổng cộng mình sẽ có 9 đúng không, có 9 cái cặp giá trị như thế, có chính cái cặp giá trị như thế. Hay là mình nói tổng quát là nếu mà mình có những cái điều kiện thích hợp như thế thì đối với một biến thì mình có 5 ha, đối với hai biến thì mình sẽ có 9 không, hay là mình sẽ có là đối với n thì mình sẽ có là 1 cộng 4 n test case ha. Thì cái này các cũng là cái bài tập về nhà ha, các anh chị chọn là cái mình chính cái cặp đó là cái gì. Hồi nãy mình chọn là x1 mắt đúng không, x1 mắt, x2 nôm đúng không, đó ha. Mình có tổng cộng là 9 đúng không, 9 nó là cái gì đúng không, từng cặp nó là cái gì ha. Đó. Các anh chị liệt kê ra ha, rồi một cái biến thể của cái phân tích giá trị biên đó là mình nói là biên mạnh, tức là mình thấy cái chữ mạnh này, tức là mình tập trung thêm nữa vào cái vùng biên. Thì hồi nãy mình nói là mình lấy là những cái điểm màu đen đúng không, những cái điểm màu đen nó nằm phía trong của cái vùng giá trị. Thì giờ mình lấy ra thêm bên ngoài nữa là mình có lấy thêm thằng mắc trừ là cái màu đỏ này đúng không, cái mắc cộng, xin lỗi anh chị, là mắc cộng và cái min trừ đúng không. Đó, cái này min trừ. Đó tương tự thằng này cũng là, nếu nó cái chiều này là nó là mình gọi là x2 mắt đúng
hai mắt cộng đó. Đó tức là mình cộng thêm hai cái nằm phía bên dưới cái giá trị biên và vượt qua cái giá trị biên, và có thể là thêm cái giá trị đặc biệt là giá trị không hay là gì đó, là giá trị nằm ngay chỗ cái đường biên hay là gì đó, và mình có thể hoặc là kết hợp với phân vùng tương đương. Thì cái này là cái biến thể của nó, mình gọi là cái giá trị biên mạnh. Giá trị biên mạnh thì lúc này mình thôi gọi một mỗi một cái vùng có thể là có 7 đúng không, có 7 cái giá trị đó, cái giá trị đó. Ở đây là có một cái một số bài tập để mình có thể mình tự làm ha, tự làm ha. Thì quan trọng là cái chỗ phân tích giá trị biên này, là quan trọng là cái đoạn thôi, cái đoạn đó là mình sẽ test cái giá trị như thế nào ha, lấy cái giá trị như thế nào trong cái đoạn đó thôi. Đây là phân tích cái giá trị biên ha. Còn khi nào nó biên mạnh nữa thì là mình mới lấy thêm hai cái điểm khác nữa các anh chị.